저기 대야 하는 이야기야. 에이, 여기 눈물이야. 눈물 좀 봐봐. Ồ, thầy, thầy, thầy cho biết là kế hoạch của mày với cái loa này là gì? Ta định hết 12 bi. 12 bi vô địch à? Đưa đây. Ồ, ok, thầy. Thấy chưa? Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Sao sao đây? Alo, 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 alo. Ui dồi. Alo, ui dồi. Ok. Ok, ok. Còn đấy. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. 12 bi ở đâu vậy? À, góc góc bên phải. Đúng phải. Alo, alo. Ơ sao sao ấy? Đúng rồi. Alo, alo. Không phải không? Alo, alo. Em đang nhìn ra như mày chúc. Em chúc mẹ bên gì em? Alo, alo. Đi rồi là thế nào đấy? Anh em 12 bên đâu nhỉ? Nhà hàng ấy. Alo, 12 bên đâu? Cái này nó tôi chỉnh sáng không thì shit. Holy fuck. Ê, Quỳnh Nga 2 giải mà. Quỳnh Nga 2 giải mà. Hay nè mà. Mày làm group với cái gì á? Mày cái gì á? Nhất văn rồi, nhất điều trung bình à? Group. Nhất điều hội đê với nhất điều cái gì á? Nhất điểm ấy. Nhất chăm chỉ. Ui giời, hơn tao có 3 điểm. Tao có 5 điểm mới. 5 điểm. Cho mấy điểm thôi đây. Còn giờ chơi gái là ai nhỉ? Bạn chơi gái là ai em? Chào mừng quý vị và các bạn đến với đám cưới. Đám cưới đứng đầu đứng cạnh nhóm bạn. Ê, nhìn mày quay tao là cái gì vậy? Ê, tí nữa mà mấy hai bên giải. Anh em hô to lên. Ê, mày bấm vào volume. Mày bấm vào volume. Chẳng phải lâu nhỉ. Chẳng phải lâu nhỉ. Xuống kéo xuống, đứng đây nói nha. Ồ, anh em xuống không? Xuống kéo xuống. Xuống 50 không em? Đi. 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 Okay. Bây giờ chúng ta đã lại đổi và quyết định xuống xem. Ok, tao dẫn đường. Xin chào tất cả anh em. Okay. Đến với cả vlog đi nhận giải của 12B. Tôi là Nguyễn Sinh Thái. Xin dẫn anh em đi nhận giải nha. Anh em tới cho tôi. Tôi là cameraman Đinh Đức Anh. Tôi phải là đạo diễn. Ok đấy. Tiêu. Xuống cầu thang. Chị mẹ của chết rồi. Bố ơi. Ra đây đi. À, đây rồi, đây rồi. Anh ạ, đây. Ok. Anh ạ, tôi thấy phòng dịch của chết anh ạ. Anh em đi nhớ đeo khẩu trang. Ok đấy. Hy vọng điện thoại tao đủ pin. À, cứ... Quay 12B. Đây. Anh em có thể thấy. Đây, quay 12B đây, 12B. Được. Anh em có thể thấy cái lớp mà 12B chính là các nhà đương kim vô địch cho lòng người hâm mộ. Ok. Đây là các đại biểu ơi. Đêm nào ơi. Chị mẹ ơi. Ê, ở đỉnh điệp thôi, chúng ta đi ra góc bên này thôi. Ok thôi. Chúng ta đi sang cánh gà. Ô mày. Mày để ý là cái máy của tao nó tự động chỉnh cái màu xanh của cái kính. Bây giờ dí vào nó không nó thành màu trắng luôn. Phải không? Đây mày thấy chú đang nhìn mình không? Dí vào nó dí vào thành màu trắng luôn. Đang nhìn mình nhiều. Ê sao tối vậy? Pin tao còn yếu. Tối rồi. Thôi đi anh đi. Ok. Ê mày có quay chưa? Có quay rồi. Ok. Ê anh ra từ vẫy tay cho chú. Ồ. Tuần này ta sẽ quay hết tất cả mọi hoạt động ở trong trường luôn. Ôi đây, mày có bao nhiêu mỉ đi? Để ta sẽ up lên YouTube. Xong rồi, có thể tải xuống được. Sao đâu vậy? Ừ. Ê, nhưng mà nếu mà YouTube đâu vậy nó có được nguyên hay không? Có, không, có. Không, nó không vậy. Có, ta thử làm với cái Gentleman. Ê, mày đang trên kênh Đinh Đức Anh à? Ừ, Đinh Đức Anh. Rồi chúng ta sẽ tìm lớp 12B ở đâu anh em nhé? Rồi, chúng ta sẽ tìm đồng nghiệp chúng ta. Kìa. Chỉnh á! Đúng rồi. Về với khách đá. Sao ít người xuống cái này? Tại vì không phải nó đang có vô địch như là mình. Ê, Tuấn rồi.
xếp hàng chưa? Tuấn mới thắng rồi. Hai con chúa vào xếp hàng cứu lớp mình. Kia vào đâu kia? Vào đâu đứng kia? Hai tao. Đi tao mày đi. Ok. Chúng ta nên đột phá. Đúng rồi, nên đột phá. Đây là cái nhọn nhạc Victory. Đúng rồi. Ngày trao giải đầu tiên. Đây, phía trước áo tí chính là lớp 12B. Đây. Và phẩm vấn Quỳnh Nga, Quỳnh Nga. Không biết cảm xúc cậu khi nào khi được nhận hai giải, nhận một cú lúc rồi Quỳnh Nga. Xin mời cậu chia sẻ phát ngữ và biểu cảm nghĩ ạ. Cậu muốn chia sẻ niềm vui này với mình không? Sorry. Anh em nghe nghe cô anh biết là tao thích cái nhạc này. Vừa nhấn rồi. Đây là lớp 11. Xin chào. Ừ, hay là tao mình dễ nhất mà. Hay tao có tắt máy đi chờ đợi khi nào lên trận đấu. Chờ thà anh muốn chia sẻ cảm nghĩ mà. Anh muốn chia sẻ cảm nghĩ gì anh? Anh thấy rất là trang trọng, được tổ chức rất là chuyên nghiệp. Tao có vẻ là mọi người cũng rất là hào hứng. Camera ánh sáng, khi mà tham gia buổi tiệc này. Chào anh camera khác không liên quan gì đến camera này. Sao lên mình? Ta có thể thấy là cái chất lượng của cái vlog tối thượng này sẽ rất là cao. Tại vì tưởng tượng ta sẽ áp cả subtitle xong rồi. Ta đã biết cái này. Ta đã biết cả nhạc cho intro đây. Nếu mày là Quỳnh Nga, cảm giác như thế nào? Điều hạnh phúc ngập tràn đấy. Tôi đã chân. Hồ sơ chân tạt chân. Đây, nếu mày là Quỳnh Nga thì mày sẽ. Tao trước tiên nên để ra giờ này tao xin cảm ơn bố mẹ, bạn bè, anh chị đã cùng tao. Và tao nếu mà giải tao được này, okay. Sẽ đi từ của tao. Tao sẽ đi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Ok, tao. Ok đây. Ok. Ngày hai mươi.
comic, đi comic phải là chiếc cúp trong lòng người hâm mộ, chiếc cúp đáng giá nhất. Em hai bên rồi mày.